gửi lời kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Sau đây là chương trình buổi lễ ngày hôm nay. 12:30 chuẩn bị bàn thờ quốc tổ. 1:00 hội viên và quan khách đến. 2:00 chào cờ và mặc niệm. Hội trưởng chúc mừng tân niên, dâng hương quốc tổ. 3:00 mừng sinh nhật hội viên. 3:15 ẩm thực. 3:45 trình diễn văn nghệ do hội viên và thân hữu thực hiện. 5:45 bế mạc. Việt Nam Cộng Hòa. Của chúng ta thể hiện
người Việt Nam mình đi ra nước ngoài, mặc dầu gặp nhiều khó khăn, nhưng mà vẫn có hội đoàn toàn thể. Thứ hai, chúng tôi mong mỏi hội đoàn chúng ta đoàn kết với nhau ngày càng vững mạnh, để chúng ta cùng nhau xây dựng cộng đồng có tiếng nói ở xứ sở này. Hai nữa là chúng ta hỗ trợ, cái tiếng nói chúng ta sẽ mạnh hơn, chúng ta hỗ trợ cho đồng bào ở quốc nội đang đấu tranh để mà giành tự do dân chủ. Yeah.
Xuân đã về, nhà cô gái về người đó.